Hôm nay tôi rất cảm ơn ban tổ chức đã cho phép tôi như là một chủ đầu tư có cái phát biểu và trình bày về những cái chấp đã xảy ra trong cái quá trình làm dự án điện gió. Thực sự thì khi chúng tôi mới bắt đầu thì rất là hăng hái, rất là phấn khởi. Quyết tâm làm theo cái hướng chỉ đạo và cái cơ chế ưu tiên về giá của nhà nước thì rất là quyết tâm, mặc dù là ví dụ như dự án của tôi và của một số anh em khác là bắt đầu có muộn hơn các dự án ví dụ như là của anh Thịnh hoặc là của anh Tùng, nhưng mà chúng tôi vẫn rất là quyết tâm và đã lên kế hoạch là kịp được cái mốc vào 31 tháng 10. Thế nhưng mà trong cái quá trình thực hiện ấy, thì cái việc Covid nó xảy ra thì hoàn toàn là bất ngờ và thậm chí có một số trường hợp là không thể tìm được cái biện pháp nào có thể thay thế. Ví dụ như khi mười mấy 16 tỉnh miền Nam là quanh phong tỏa hoàn toàn, lúc bây giờ thậm chí là đi lại giữa các tỉnh là cực kỳ khó khăn, và lãnh đạo các tỉnh là thậm chí không 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 muốn cho người đi lại làm thủ tục rất lâu, xong rồi đến khi vào được thì lại còn phải cách ly 2 tuần thậm chí là 3 tuần, vân vân. Thì với cái Covid như vậy thì rất nhiều cái hệ lụy khác xảy ra, ví dụ như là về chính quyền địa phương thì đáng lẽ là họ sẽ giúp mình trong cái việc là cùng với chủ đầu tư lo giải phóng mặt bằng, thì chính quyền địa phương bảo bây giờ Covid thì chúng tôi không không thể đi khỏi nhà, không thể gặp dân, không thể làm gì được cả. Dân chủ đất chẳng hạn thì họ tuyệt đối đóng cửa, không có gặp bất kỳ ai để mà thương thảo hay nói chuyện gì hết. Chủ đầu tư cũng bị nhốt trong nhà luôn. Ngay cả vận chuyển thiết bị rồi mua bán vật liệu xây dựng là gần như không 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 thể lưu thông, không thể làm gì được cả. Thế thì với những cái khó khăn như vậy, đó là chưa nói đến những khó khăn mà không thấy rõ ra, ví dụ như là ngân hàng. Ngân hàng người ta đang rất là nhiệt tình cho vay, thủ tục đã gần xong rồi, đùng một phát Covid như thế thì họ bảo là như thế này thì chắc chắn là không thể kịp được COD rồi. Cho nên họ ngừng lại, không cho vay nữa. Ví dụ như dự án của chúng tôi là phải bỏ 100% tiền ra để mà làm dự án, không vay được ngân hàng. Đấy. Thì những cái khó khăn như vậy rõ ràng không phải là lỗi của chủ đầu tư, mà là hiện giờ thì cũng không biết của ai, nhưng mà cái việc mà chậm trễ là nó đã xảy ra. Chủ đầu tư thì chậm bàn giao mặt bằng. Nhà thầu thì chậm tập trung tập kết thiết bị rồi nhân công rồi chậm bàn giao các cái hạng mục cho công trình, và như vậy là kéo theo là toàn bộ dự án bị chậm COD. Thế thì hiện nay theo cái nghị quyết của chính phủ thì hết 31 tháng 10 là hết cái hạn mua điện với cái giá đã được định trước. Và từ 31 tháng 10 đến nay thì cũng đã gần 3 tháng thì chính phủ vẫn chưa có một cái xác nhận là vậy thì những ông nào đang làm hoặc là làm gần xong thì bây giờ làm xong thì bán điện như thế nào. Thì hiện nay là doanh nghiệp của tôi là một trong những cái doanh nghiệp mà bị chậm. Và hiện nay đang đứng trước cái ngưỡng cửa là cực kỳ khó khăn, thậm chí là nếu như không có cái sự trợ giúp của chính phủ, bởi vì là điện chúng tôi làm ra thì chỉ bán được cho EVN thôi chứ không không có cái nguồn nào khác để mà bán ra. Bây giờ đầu tư vào ví dụ như 50 mấy triệu đô rồi thì sau khi làm xong bây giờ bán cho ai, giá cả như thế nào thì vẫn chưa biết. Thì như vậy các cái doanh nghiệp mà như chúng tôi hiện nay là đang đứng trong cái nguy cơ cực kỳ lớn, thậm chí có thể dẫn đến phá sản. Thì đến với hội thảo này thì tôi cũng chỉ xin
có cái ý kiến chia sẻ với các anh chị như vậy. Có những nhà đầu tư đã kịp hoàn thành, như anh Tùng nói, các anh cũng hoàn thành nhưng mà các anh phải trả giá rất là lớn, phải chi rất nhiều khoản cao hơn bình thường rất nhiều, mới hoàn thành kịp kế hoạch. Đó là các anh ấy đã có được thời gian mà nó có được cái thời gian dự phòng. Thế còn với những cái nhà thầu mà cái dự phòng nó tốn nó sát, không 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 có nhiều thời gian dự phòng như dự án của chúng tôi chẳng hạn, thì cái việc trễ hạn là đã rõ ràng. Và vừa rồi thì các tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, 5-6 tỉnh trong đó có cả tỉnh Bến Tre nơi chúng tôi làm dự án, là có gửi các cái văn bản lên Thủ tướng, lên Bộ Công Thương, xin gia hạn cho các cái dự án mà đã bị chậm vì Covid. Có nơi xin gia hạn 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, vân vân. Thì ngay cả dự án của chúng tôi là có vốn đầu tư nước ngoài, thì về phía đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam cũng có một cái thư gửi cho Bộ trưởng Bộ Công Thương để mà trình bày vấn đề là cái Covid là một cái nó xảy ra ngoài dự đoán, và các cái nhà đầu tư là hoàn toàn là bị động, và cái việc mà không kịp được cái mốc cái tiến độ, đó là chưa nói cái những cái mâu thuẫn có thể xảy ra, bởi vì các nhà thầu thì họ cũng đang làm giữa chừng và họ cũng bị thiệt hại. Thì bây giờ tất cả những thiệt hại đó thì không biết là sẽ xử lý như thế nào, và như anh Thịnh nói là có thể là nó xảy ra đến tranh chấp. Tranh chấp thì thực ra như nếu mà tranh chấp mà vì lỗi của chủ đầu tư hay vì lỗi của nhà thầu thì có thể là chúng ta sẽ giải quyết theo cái luật pháp vân vân, nhưng mà tranh chấp mà do cái việc là có thiệt hại nhưng mà cái thiệt hại đó lại xảy ra ngoài ý muốn, ngoài sự kiểm soát của cả chủ đầu tư lẫn nhà thầu, thì không biết là bây giờ cái đó sẽ cái thiệt hại đó thì sẽ tính như thế nào. Thì tôi cũng xin mong được các chuyên gia chia sẻ, được các anh em tham gia cùng hỗ trợ. Tôi xin cảm ơn.